Chào chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho ra cái CD đầu tiên, đó chính là phân tích cái chi tiết bản cập nhật ở phiên bản Thắp Bóng Minh Anh, để giúp cho tất cả các bạn được hiểu hơn, hoặc những bạn nào nhát đọc hoặc những bạn nào nhát tìm hiểu, thì CD này sẽ giúp cho tất cả các bạn hiểu được cái mùa mới và cái meta mới nó xảy ra những gì, và các bạn sẽ chơi ra sao ở trong cái CD này. Thì để CD này tiếp tục phát triển thì quan trọng nhất đó chính là cái clip này có khiến tất cả các bạn có cảm thấy thích thú hay không, thì cái đó là bàn luận sau. Thì bây giờ mình sẽ đi vào những cái mục tiêu chính hoặc những cái ý chính mà các bạn cần nắm, đó là những cái điều sau đây. Thứ nhất, đó chính là đường mid. Đường mid thì sẽ có thêm một điều chỉnh, đó chính là nó sẽ thêm một cái con cua xanh này ở nó đi ở khu vực đường sống này, thì nó sẽ giúp cho mid khi farm xong 3 con lính thì nó sẽ có một cái thời gian gọi là để farm thêm một con lính nữa. Thì tương tự rằng thì đường mid nó sẽ được búp nhẹ nào đấy, và mỗi con cua này thì nó chỉ được vàng cơ bản là 45 vàng các bạn nhá. Thì đây là một cái điều chỉnh ở đường mid, thì nó là không được có điều chỉnh mạnh đâu, gọi là điều chỉnh nhẹ để cho tất cả các bạn đi mid có một cái tí gọi là vui vẻ hơn. Đấy là cái điều đầu tiên. Điều tiếp theo đó chính là thay thế con chim gió thả với cái bò ánh sáng này, thì cái này nó không quan trọng bởi vì nó chỉ có là thay đổi ngoại hình thôi. Đấy, còn về cái công năng chức năng của nó thì nó như nhau, khi các bạn ăn xong rồi thì nó sẽ có một cái đường soi sáng cho tất cả các bạn, thì cái điều này thì chúng ta không quan tâm. Và quan trọng nhất đó chính là điều chỉnh lính các bạn nhé, để nâng cao cho người trong giai đoạn đầu và giữa trận. Thì chúng tôi đã thêm nỏ công thành sau khi kết thúc hiệu ứng lá chắn trụ ở phút thứ tư, thì đồng thời chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh các thuộc tính của pháo công thanh trong tương lai để nó như một được đơn vị cương hóa đánh xe từ nọ. Thì nói chung là thêm mới thì thêm một vị tướng nó nỏ công thanh. Nỏ công thanh này là như nào? Nó chuyên công trụ các bạn nhá. Đây là một con lính nó chuyên công trụ. Thì bây giờ thì khi các bạn có một cái thể lính vào bắn trụ ấy, thì các bạn sẽ được kiểu ăn được cái trụ nó chắc chắn hơn, ăn được cái trụ nhanh hơn. Thì nôm na rằng nó búp cho một thế trận công nha. Các bạn hiểu không? Phiên bản này nó búp cho những team mà nó công nha, hoặc giống như các bạn đang có thể thắng, các bạn đang muốn công nha nó, thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn các bạn nhá. Đấy, thế bản núm ná như vậy. Thì cái điều chỉnh lính các bạn không cần phải hiểu gì nhiều đâu. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản rằng các bạn góp cho mình một tấn lính, các bạn vào trụ nó 6 phút thứ 8 thì các bạn công trụ dễ hơn. Ok nhá, như vậy cho dễ hiểu. Chất nói làm gì để cho các bạn thắc mắc làm gì, cứ từ phút thứ tư thì từ tám đến trước thứ 4 thôi, bỏ qua các vấn đề đấy. Rồi, tiếp theo đó chính là cái vấn đề rất quan trọng và quan trọng bậc nhất trong clip này, đó chính là điều chỉnh trang bị đi rừng. Đây là một cái điều chỉnh mà mình nói thẳng ra là một, gọi là một cái bánh format hay là một cái bánh gato cho thằng Cương Lao vậy. Đấy, mình là một người rất thích đi rừng, và đọc sơ qua thì các bạn nghĩ các bạn sẽ tưởng là bị nép, nhưng không. Đây là một cái điều chỉnh rất là lớn và búp sát thương rất lớn cho tất cả vị tướng sát thủ đi rừng ở giai đoạn đầu game. Nó giống như các bạn phải hiểu nôm na rằng ở giai đoạn đầu game ấy thì nó hơn tất cả các vị trí còn lại, hơn tất cả các vị trí còn lại đó. Các bạn hiểu như vậy cho dễ hiểu. Đấy, nôm na như nào? Đây, tăng 20 công vật lý thì công vật lý cầm dồn mồi tân là sẽ bị giảm một nửa. Thì mình sẽ phân tích cái đoạn này các bạn nhé. Thay vì ngày xưa các bạn lên cái đao truy kích, các bạn sẽ trả được cái gì này? Các bạn sẽ được cầm mồi tân. Mồi tân này là các bạn farm một con lính, thì mắc của nó sẽ là 30. Thì khi các bạn farm được 3 con lính thì các bạn sẽ được 60 công vật lý. Nhớ nhá, 60 công vật lý. Thì bây giờ nó bị trừ đi 30. Nếu mà xét tổng thể với late game đi chăng, late game thì các bạn sẽ nghĩ là nép. Mình cũng công nhận điều đấy, bởi vì thua 10 công vật lý mà, thua 10 công vật lý. Nhưng không, đầu game các bạn trả phá một lính nào các bạn được 20 công vật lý này, trả phá một lính nào các bạn được công vật lý. Thì đây là một cái búp ở đầu game rất mạnh, rất mạnh nhá. Tiếp theo này, đó là đao truy hôn. Đấy, đao truy hôn là cái đao đỏ đỏ ấy, một nửa nó chưa lên được kiếm truy hôn đó. Cái đao đao truy hôn là cái đao đỏ đỏ đấy các bạn nhá. Đúng rồi, cái đao truy kích là cái đao đỏ đỏ một nửa, còn đây là đao truy hôn là gọi là cái kiếm đỏ đấy. Rồi, nó sẽ không còn được tăng sát thương lên tướng nữa. Đấy, thì nếu bình thường thì đây là một cái nét, nhưng không, thay vì nét thì nó sẽ được tăng 80 công vật lý luôn. Và
10% hộ chiếu và 60 xuyên giáp. Thì cái điều này nó sẽ nói lên cái điều gì hả các bạn? Đó chính là tao cho mày mảnh đầu game. Tao cho mày mảnh đầu game luôn. Mày có snowball được trận đấu không? Mày làm gì trận đấu không? Đó tùy thuộc vào mày. Đấy tao cho mày mảnh đầu game thôi. Đấy thì late game mày đừng có nói là đầu game do tao yếu cho nên tao cần late game. Không. Rừng bây giờ đầu game rất mạnh. Cho nên là mình nói rằng chỉ cần nhìn đơn giản như này thôi. Thì mình phân tích các bạn rằng rừng ở giai đoạn đầu game siêu siêu mạnh các bạn nhá. Siêu siêu mạnh luôn. Đấy. Đấy là cái điều gọi là quan trọng. Rồi, chúng ta sẽ đến cái điều quan trọng tiếp. Điều chỉnh địa hình như bụi cỏ cái này tôi không quan tâm. Đấy, chỉnh gọi màu sau đô trụ cũng chả cần phải quan tâm làm gì. Các bạn cứ ra sau ăn là được. Rồi, tiếp theo. Ra mắt tướng mới Teri xạ thủ. Rồi, cái này thằng này thì sẽ có một clip. Khi nào ra mắt thì sẽ có một clip mới để phân tích cho các bạn rõ hơn. Rồi, tiếp tục. Đó chính là tối ưu ping nhanh. Giao diện tỷ số tiếp ping nhanh không quan trọng. Tối ưu xem nguyên nhân bị hạ cũng chả cần quan trọng. Tùy thuộc cũng không quan trọng đó. Ưu tiên đổ nét thì càng nét thì chơi càng sướng. Thì có vấn đề gì đâu. Tối ưu hiệu ứng trù bắn thì quan trọng ma gì. Tối ưu đổ nét và chiêu thức của các tướng. Cái này thì cho đẹp mắt thôi, không quan trọng đâu. Rồi, tiếp tục. Tối ưu hệ thống, tối ưu thử đấu hạng rồi. Cái này thì nó chả liên quan trận đấu. Tối ưu lực chiến cũng chả liên quan trận đấu. Rồi tiếp tục cái gì nữa đây? Đến một cái phần rất quan trọng. Đó chính là cân bằng tướng. Cân bằng tướng này thì thay một câu khác. Đó là tao búp tướng hoặc tao nép tướng. Đấy, các bạn sẽ hiểu rằng khi có chữ cân bằng tướng này ra, các bạn sẽ hiểu bị nép rồi. Được búp rồi. Chứ cân bằng cái gì? Dùng cho hóa mị. Đây thì nói thẳng ra luôn. Mồi thằng ta ra là thằng đầu tiên nhá. Chiến ý này, đấy, trước khi này mồi phần trăm màu tối đá bị mất được thêm công vật lý tăng theo cấp tướng. Khi sử dụng chiêu thức sẽ tiêu hao phần trăm màu hiện tại. Rồi, đây là cái chiêu 3 nhá. Chiêu 3 của nó nhá. Khi ta ra dùng chiêu nổi tài hôi máu của chiêu trước đó sẽ bị vô hiệu đổi thành khi ta ra dùng chiêu. Hiệu ứng hôi máu của chiêu trước đó sẽ không bị mất đi, nghĩa là đồng thời được hôi máu từ cả hai chiêu. Con này được búp nhảy một chút về cái gọi là, nói chung là các bạn hiểu là được búp nhảy một chút. Rồi, xong. Thằng Thôn đi đọc cái tiếng Thôn thì các bạn đã biết rồi. Nép. Thằng Thôn nép. Nôm na các bạn hiểu rằng thằng Thôn nó sẽ bị nép ba xanh các bạn nhé. Nép ba xanh. Nói như vậy để cho các bạn hiểu luôn. Chứ đi vào làm gì. Còn xét néo làm gì? Xét néo thì cũng là nép. Nó nép ở giai đoạn đầu game. Nép giai đoạn đầu game. Nhưng ở giai đoạn late game thì nó sẽ vẫn là ok. Đây là một tiếng nép đầu game và late game vẫn ok các bạn nhé. Rồi, thì được rồi, tiếp theo tối ưu chế độ chiến trường. Rồi, mấy cái này thì nó chả liên quan. Thì xoay quanh cho cùng ấy, thì mình muốn các bạn hiểu rằng cái phiên bản cập nhật này thì nó sẽ có những nội dung chính. Đó chính là đầu tiên là búp cho thằng mít một chút. Và tiếp theo là búp cực mạnh cho thằng rừng. Và tiếp theo là búp cho những người nào có kỹ năng. Và tiếp theo nữa, những ngày xưa những đội hình nào những team nào nó xanh thì ngày càng xanh hơn, bởi vì những con lính nó công chủ ngày càng hiện đại, ngày càng mạnh. Cho nên cái meta này thì nó thực sự để mà nói thì tin vui cho các bạn đi rừng, tin vui cho các bạn đi mid, còn là tin buồn cho các bạn xạ thủ các bạn nhé. Tin buồn cho các bạn xạ thủ, bởi vì là thật các bạn, mình cầm Nakaroth ở đâu game nó mạnh bái trường ra luôn. Được rồi, thì cái CD này thì tạm thời kết thúc ở đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những CD tiếp theo. Và quan trọng nhất, có CD 6 hay nữa hay không thì hãy chờ vào các bạn thích hay không đã. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những CD sau. Ok, bye bye.